Bursillus clausi là một trong lợi khuẩn được biết đến với nhiều lợi ích đối với con người. Bursillus clausi giúp cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa, lợi khuẩn này còn sản sinh ra men tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Vậy cùng tìm hiểu về chủng lợi khuẩn Bursillus clausi qua video dưới đây cũng như tìm hiểu kỹ hơn vai trò của lợi khuẩn này đối với cơ thể người như thế nào nhé. Bacillus clausi là gì? Bacillus clausi là một loại vi khuẩn hiếu khí. Đây là một loại vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa. Lợi khuẩn này không chịu được nhiệt độ cao vì thế khả năng sống sót khi đi qua được axit dạ dày là rất thấp. Các nhà khoa học đã tìm ra những phương pháp bất hoạt lợi khuẩn trong một cái kén. Kén này có thể giúp lợi khuẩn đi qua được axit dạ dày khắc nghiệt. Sau đó vào đến ruột non và có tác dụng tại đây nhờ có lớp áo giáp bên ngoài bảo vệ lợi khuẩn như vậy giúp cho chúng đi qua được axit dạ dày, bảo vệ lợi khuẩn khỏi dịch mật và các loại enzyme tiêu hóa. Tác dụng của Bacillus clausi là gì? Khi đã đi qua được axit dạ dày khắc nghiệt thì bào tử lợi khuẩn bắt đầu di chuyển đến ruột non. Tại đây lớp áo bên ngoài được cởi bỏ và lợi khuẩn bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng phát triển ở ruột non, thiết lập lại cân bằng vi sinh đường tiêu hóa ức chế sự sinh trưởng và phát triển của những vi khuẩn có hại. Từ đó cải thiện được những triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, đầy hơi. Chướng bụng, đi ngoài có nhầy, đi ngoài phân sống, ở trẻ, ngoài da, khi đi vào đến ruột non, bào tử lợi khuẩn còn sản sinh ra các enzyme tiêu hóa như protease, emerle. Giúp bé tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Từ đó có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, một điểm đặc biệt nữa của bào tử lợi khuẩn Bacillus clausi là chúng có thể sinh trưởng và phát triển ngay trong môi trường có mặt thuốc kháng sinh. Không phải lợi khuẩn nào cũng có thể sống sót được, vì kháng sinh là thuốc tiêu diệt vi khuẩn. Chúng không phân biệt vi khuẩn có lợi hay có hại, chỉ cần là vi khuẩn thì đều bị tiêu diệt. Những nghiên cứu của Green cùng với các cộng sự vào năm 1999 đã tìm ra lợi khuẩn Bacillus clausii có thể sống sót được cả trong môi trường có thuốc kháng sinh. Vì thế mà những sản phẩm có chứa Bacillus clausii lại được lựa chọn cho bé sau một đợt bé sử dụng kháng sinh để điều trị bệnh. Lợi khuẩn Bacillus Clausii có an toàn cho trẻ không? Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, lợi khuẩn Bacillus Clausii không gây bất kỳ tác dụng phụ gì đối với trẻ em cũng như người sử dụng. Bào tử lợi khuẩn cũng không sản sinh ra bất kỳ loại độc tố nào trong quá trình sử dụng. Vì thế vô cùng an toàn cho trẻ, với những lý do trên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn những sản phẩm có chứa Bacillus Clausii cho bé sử dụng nhé. Bacillus clausi vô cùng an toàn với những đối tượng đặc biệt như trẻ dưới một tuổi, bà bầu và cả người cao tuổi. Bacillus clausi là thuốc gì? Lợi ích của Amano Enzyme Go Có mặt nhiều năm trên thị trường nhưng chưa bao giờ làm các mẹ thất vọng. Amano Enzyme Go hỗ trợ tiêu hóa của trẻ. Trong Amano Enzyme Go có chứa lợi khuẩn Bacillus clausi, vì được bào chế ở dạng bào từ lợi khuẩn. Vì thế mà lợi khuẩn này có thể dễ dàng đi qua đường tiêu hóa mà không bị axit dạ dày tấn công khi vào đến ruột non những bào tử này mới cởi bỏ lớp kém ở bên ngoài để phát triển thành lợi khuẩn thông thường và phát huy tác dụng tại đây. Vậy thành phần của amanoenzyme gồm những gì? Có tác dụng như thế nào? Aminoenzim bổ sung bào từ lợi khuẩn Bacillus Cloji hỗ trợ điều trị những trường hợp bé bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài ra phân sống, tiêu chảy do nhiễm khuẩn, bé sau một đợt điều trị kháng sinh kéo dài bị rối loạn hệ vi sinh đường tiêu hóa. Aminoenzim Go có thành phần như thế nào? Enzym tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được bổ sung bào từ lợi khuẩn Bacillus clausi, Bacillus subtilis, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa. Tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B, kích thích bé ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho bé phát triển xương cốt khỏe mạnh và tăng cường phát triển chiều cao cho bé. Vitamin D3 còn là một chất dẫn truyền. D3 giúp canxi được vận chuyển vào máu tốt hơn. Từ đó lại cần những khoáng chất khác vận chuyển canxi vào máu như vitamin K2. Sử dụng vitamin D3 giúp giảm tình trạng lắng đọng canxi ở hệ tiêu hóa, giúp bé không gặp phải tình trạng táo bón do lắng đọng canxi, lysine và taurine, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác trẻ, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch của bé khỏe mạnh hơn, DHA giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho trẻ dha vô cùng cần thiết vì nó giúp bé tăng cường khả năng ghi nhớ giúp bé có một trí nhớ tốt là vô cùng cần thiết trong giai đoạn này bổ sung kẽm kẽm là một trong những khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho bé rất tốt ngoài ra kẽm còn hạn chế tình trạng đi ngoài nhiều lần ở trẻ mà không kèm theo dấu hiệu nào khác selen dũng sĩ trong việc tăng cường sức đề kháng cũng được bổ sung trong sản phẩm này Tại sao nên chọn Amano Enzyme Go bổ sung enzyme tiêu hóa cho trẻ? Đây là thương hiệu hơn 120 năm, được thành lập năm 1899. Amano Enzyme Go là thương hiệu chăm sóc sức khỏe số 1 tại Nhật Bản. Theo thống kê về đời sống và sức khỏe tại Nhật Bản, thì mỗi gia đình Nhật sử dụng ít nhất một sản phẩm của Amano. Sản phẩm của tập đoàn Amano hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia, có mặt ở trên 10.000 hệ thống nhà thuốc, siêu thị và cửa hàng lớn trên khắp thế giới thạc sĩ dược học lê minh tuấn ông tốt nghiệp đại học dược hà nội với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm dược sĩ đã tin tưởng sử dụng sản phẩm cho những người thân trong gia đình mình và dược sĩ cũng đánh giá đây là một trong những sản phẩm enzyme tiêu hóa tốt nhất mà dược sĩ từng sử dụng amano enzym go đã có mặt trong hệ thống nhà thuốc cũng như bệnh viện lớn nhỏ trên toàn quốc được nhiều mẹ tin tưởng sử dụng cho em bé nhà mình amano enzym go chứa hai chủng lợi khuẩn vì thế phát huy tác dụng tốt hơn Amano Enzyme Go lựa chọn hoàn hảo cho bé biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, ăn không tiêu. Đây là một trong những giải pháp tiêu hóa mẹ nên lựa chọn cho con mình, trên đây là những kiến thức về lợi khuẩn Bacillus Clausi mẹ có thể tham khảo. Bổ sung cho em bé nhà mình có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhé. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn thầy thuốc, sắp ngoài nếu thấy video hữu ích.